ai tới vậy trời? Ai vậy? Tôi là Thành Thiên đây. Cô mở cửa cho tôi vào được không? Thành Thiên, sao lại là cậu? Cậu về hồi nào? Sao lại đến đây vào giờ này? Tôi vừa ra trại chiều này, chưa muốn về nhà. Cô có thể cho tôi vô nhà nói chuyện một chút được không? Cậu vô đi. Cậu ngồi đi. Xin lỗi đã làm phiền cô vào giờ này. Ra trại sao cậu không về nhà? Mà có ai biết là cậu ra trại không? Tôi được ra sớm hơn thời hạn, cho nên mọi người không ai biết hết. Tôi không muốn về nhà khi chưa làm rõ được một việc quan trọng. Cậu nghĩ là tôi là người có thể nói cho cậu biết điều quan trọng đó? Tôi nghĩ cô là một trong những người đang nắm giữ bí mật cuộc đời của tôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi kết nối rất nhiều nguồn thông tin và biết chắc rằng tôi không đến sai địa chỉ. Vậy cậu muốn tôi nói cho cậu biết điều gì? Tôi muốn biết cha ruột của mình lại. Cậu ngồi đi. Dạ, anh chị dùng gì vậy? Mời chị. Thôi để tôi gọi giúp cậu. Cho hai bò bít tết, khoai tây chiên và hai ly cà phê đá. Dạ. Quán này đồ ăn sáng rất là ngon. Cậu mới ra cũng nên thưởng thức một chút không khí tự do thoải mái ở đây. Chừng nào cô mới quyết định nói cho tôi biết sự thật? Cậu cứ từ từ, đừng có vội. Tôi muốn cậu thư giãn một chút. Sao cô lại bắt tôi phải chờ đợi? Nếu như sau khi cậu biết sự thật rồi, cậu sẽ làm gì? Tôi cũng chưa biết được. Nhưng bí mật đó, nó như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi bao lâu nay. Tôi chỉ muốn tự tay gỡ nó xuống thôi. Dạ mà anh. Mời chị. Hoàng Hải, ông đã phản bội tôi. Giờ là lúc ông phải trả giá. Mượn dao giết người là cái cách mà tôi sẽ dùng với ông. Tôi nghĩ hay là cậu cứ bỏ qua tất cả, cứ sống tiếp những ngày tháng tiếp theo như cậu đã từng sống trước đây. Không, tôi không thể nào sống như trước đây được. Mọi thứ đưa cho tôi đều rất mơ hồ. Tôi thấy mình như đang sống trong một thế giới ảo. Cho dù sự thật có tàn nhẫn với tôi tới đâu, tôi cũng muốn khám phá nó. Vậy có lẽ cậu không biết thì tốt hơn. Tôi xin cô, đừng đánh đố tôi nữa. Bây giờ cô hãy cho tôi biết ngắn gọn, chỉ bằng một cái lắc đầu hay gật đầu cũng được.
Cô hãy nói cho tôi biết, ông Hải có phải là cha ruột của tôi hay không? Dạ, trưa nay tổng giám đốc có cuộc hẹn ăn trưa với ông chủ tập đoàn siêu thị Nam Long. Còn 2 giờ thì tổng giám đốc sẽ có cuộc họp với công ty Kim Ngân. Buổi tối thì dự tiệc chiêu đãi với ngân hàng STC. Tôi biết rồi. Cô đâu? Và buổi sáng nay cô Duyên có gọi điện là xin báo nghỉ. Cô ấy nói là không được khỏe. Trông bây giờ cậu cứng cáp lên rất là nhiều. Có lẽ tù tội đã làm cho cậu trưởng thành hơn. Hồi trước đây thì tôi thấy cậu có vẻ hiền lành và có chút gì đó nhu nhược. Nếu mình không tự thay đổi thì thế giới này nó sẽ tự thay đổi mình. Nếu như cậu muốn biết sự thật thì tôi sẽ mở cờ ra chơi với cậu. Cậu thừa biết mối quan hệ giữa tôi với người mà cậu gọi là cha đúng không? Và có lúc tôi đã hận cô rất nhiều. Cứ nghĩ là vì cô mà mẹ tôi đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cậu nghĩ là tôi là người đã gây ra bất hòa giữa cha mẹ cậu. Tôi thừa nhận một điều là tôi đã làm cho mẹ cậu tổn thương. Nhưng tôi không phải là người đã gây ra mối bất hòa đó. Hai người đó có một mối mâu thuẫn rất lớn, rất sâu và diễn ra từ rất lâu rồi. Nguyên nhân chính là từ cậu. Tôi đã vì người đàn ông đó mà đánh mất đi rất nhiều thứ. Tuổi xuân, bạn bè và cả cái hạnh phúc bình thường của một người phụ nữ. Đó là được làm vợ, làm mẹ như bao người khác. Bây giờ thì cô được gì khi cố đoạt những thứ vốn chỉ không phải là của mình? Một con số không tròn trĩnh. Bây giờ tôi thật sự bị thất sủng. Và trong mắt ông ta tôi không là cái gì hết. Bây giờ dây quanh ông ta đã đủ các cô gái trẻ đẹp chân dài hơn tôi rất nhiều. Và bây giờ anh ta cũng đã lớn mạnh hơn, cho nên không cần sự giúp đỡ của tôi trong công việc nữa. Nếu thật sự có một cuộc chiến xảy ra thì cô sẽ đứng về phía nào? Tôi đứng về phía cậu. Không còn nhận ra tôi nữa hả? Trời ơi, cậu Hai! Là cậu Hai phải không? Bộ tôi lạ lắm hả? Bây giờ có cho tôi vô nhà không? Bà ơi, cậu Hai về nè! Mẹ! Cô bé! Làm con... gì? Làm gì mà la lối ôm sờm vậy lụa? Con! Cậu Hai về rồi! Hả? Mẹ! Anh Hai! Anh Hai! Anh Hai về! Sao không nói em ra đón? Ba nghe nè con gái cưng. Ba ơi, có chuyện gì vậy Kim Ngân? Sao con lại khóc? Từ từ, bình tĩnh nói ba nghe. Ba ơi, con mừng quá à. Anh Hai về rồi ba. Ba, sao ba không nói gì hết vậy? Ủa, ba
không vui khi anh hai về nhà hả? À không, ba mừng chứ. Nhưng con báo tin bất ngờ quá nên ba hơi ngạc nhiên. Mà nghe nói còn 3 tháng nữa anh hai con mới được về nhà mà. Thì cả nhà đều tưởng vậy, ai cũng bất ngờ hết ba. Mẹ con đã cướp tiền khi thấy anh hai xuất hiện đó ba. Anh hai cải tạo tốt nên được về sớm hơn thời hạn đó ba. Ừ, vậy là tốt rồi. Ba có thể về liền được không? Ờ, chắc tối ba về con. Bây giờ ba có một cuộc hẹn quan trọng. Ba, hình như ba không thương anh hai hả? Sao con lại nói vậy? Nhưng công việc quan trọng hơn. Chiều nay ba sẽ đặt nhà hàng, cả nhà mình sẽ đi ăn mừng, được không con? Vậy thì con tạm tha cho ba nha. Thôi con lên phòng với mẹ đây. Mẹ mừng quá nên mẹ ngất xỉu rồi. Anh hai đang chăm sóc mẹ trong phòng á. Thôi bye bye ba nha. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Con về rồi, con sẽ không xa mẹ nữa đâu. Mẹ có nằm mơ không? Con đừng buông tay mẹ ra nha. Lỡ mẹ tỉnh dậy không thấy con thì sao? Mẹ không có mơ đâu, là con thật mà. Bà ráng uống miếng nước cam cho khỏe người. Con hai về rồi, bà phải vui lên chứ. Bà đừng có khóc nữa nha. Trong mắt của bà chỉ có thằng con Quang đó. Từ khi nó ra đời, nó đã chiếm vị trí của tôi trong trái tim bà. Hôm nay là ngày vui đoàn tụ của cả nhà mình. Ông nội là người lớn nhất nên ông nội có vài lời muốn nói với các con. Đầu tiên là mừng Thành Thiên nó đã về nhà. Trong đời ai mà không gặp đại nạn, quan trọng là nó đã qua và con cần phải tìm lại mình trong cuộc sống thường ngày. Những ngày tháng qua cả nhà mình phải sống trong sự chờ đợi bất an. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Nội muốn từ đây trở đi các con phải biết trân trọng, yêu thương nhau nhiều hơn. Tình thâm mới là quan trọng, không phải là tiền. Thôi cả nhà nâng ly chúc mừng Thành Thiên trở về đi. Trước khi uống chúc mừng con, xin cho con được nói vài lời với cả nhà. Con biết trong thời gian qua con đã làm phiền tới mọi người rất nhiều, là tại con không tốt. Con xin lỗi ông nội, con xin lỗi ba mẹ, con sẽ làm lại từ đầu. Xin mọi người hãy cho con một cơ hội. Dạ, con rất cần ba. Ba hãy nâng đỡ cho con bước tiếp như ba đã từng làm trước đây. Con đừng có lo, cứ nghỉ ngơi một thời gian cho lại sức. Mọi việc cứ để cho ba sắp xếp. Ba đã dành một vị trí xứng đáng cho con quay về. Vậy là tốt quá rồi. Bà đã hứa thì anh hai đừng có lo gì hết nha. Cứ sống thoải mái đi anh. Em sẽ lên lịch đưa mẹ và anh đi du lịch đâu đó cho khuây khỏa nha. Dạ con mời ông nội. Ờ, dạ mời đi. Mời. Mời anh. Hôm nay nhà mình không say không về nha. Đã lâu lắm rồi em không được vui như ngày hôm nay á. Mẹ cũng phải chúc mừng cho con chứ. Trời ơi, lâu lắm rồi con mới thấy mẹ cười á. Mẹ đã quên cười từ khi anh hai vô trong đó đó. Thôi ăn đi các con, đồ ăn nguội hết rồi, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Dạ con mời nội. Dạ mời ba. Mẹ cũng ăn đi. Mẹ vì con mà ốm đi nhiều lắm rồi đó. Ông nội với ba có sắp xếp đi du lịch với con được không? Để con còn lên kế hoạch. Con sẽ đi mua tour nước ngoài. Mẹ và anh hai cần phải nghỉ ngơi thư giãn một thời gian.
Hình như là em quên mất anh rồi đó. Em nói vậy thôi, chứ em biết á là ba và anh không đi được đâu, công việc cũng nhiều mà. Để em đại diện đưa mẹ và anh hai đi là được rồi. Ừ. Nội cũng đi nữa nha nội. Thôi, các con cứ đi đi. Ông nội sắp phải ra quê vài tháng, nhà từ đường ở ngoài ấy sắp phải sửa lại. Bà mất rồi, ông phải là người đại diện. Bà cứ gửi tiền ra cho người ta làm là được, đâu cần bà phải ra ngoài đó. Không được, sanh thời mẹ con là người rất chu đáo trong việc cúng kiến thờ phượng. Nếu biết ba không chăm nom những việc quan trọng như vậy thì mẹ con sẽ giận ba đó. Công nhận á, ông nội thương bà nội thiệt nha. Bà nội mất lâu rồi mà ông nói chuyện cứ y như là bà nội còn ở bên cạnh ông á. Con hy vọng ba mẹ cũng giống như ông bà nội. Sau này á, ba có thời gian thì phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn nha ba. Tôi đến thăm ông đây. Tôi đến để nói cho ông một chuyện rất quan trọng. Trước đây thì tôi chưa biết tôi sẽ theo phía nào, nhưng bây giờ thì tôi đã quyết định. Tôi sẽ trả thù cho ông, và trả thù cho tuổi xuân của tôi đã trôi qua một cách vô ích vì một người đàn ông không ra cái gì hết. Tôi đang nắm một con cờ rất quan trọng ở trong tay. Cuộc chiến đã bắt đầu, và tôi sẽ bắt ông ta phải trả giá. Anh hai, suy nghĩ lại đi, vẫn còn kịp mà. Em chỉ cần gọi điện đặt vé máy bay là xong rồi nha anh hai. Thôi, hai vợ chồng em cứ đi chơi thoải mái đi. Anh bây giờ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, chứ không muốn đi đâu. Đi mà không có mẹ, không có anh hai á, buồn chết à. Em năn nỉ anh hai á nha. Anh hai biết không, từ lúc mà anh hai vô trong đó em xin lỗi anh hai. Không sao đâu, anh cũng cần có thời gian để đối diện sự thật này mà. Đã lâu lắm rồi giờ em không được đi du lịch, tưởng đâu lần này có anh hai đi chung á thì vui biết mấy. Hai vợ chồng con á, cứ đi chơi vui vẻ đi. Đừng có ép anh con làm cái gì. Để cho Thành Thiên nó thoải mái làm những việc nó thích. Dạ, con cảm ơn ba. Thôi hai đứa đi đi con. Hai đứa cho mẹ xin lỗi nha. Sức khỏe của mẹ không tốt cho nên không đi chung với hai đứa được. Chỉ là lời ngụy biện của bà. Bà vì thằng con trai mà coi đứa con gái của tôi không ra gì. Thôi con xin phép con đi. Ba mẹ với anh hai ở nhà giữ sức khỏe nha. Về con sẽ mua quà cho cả nhà. Cô Tít nè, thưa ông ngoại với bà ngoại với con hai đi chơi đi con. Dạ, thưa ông ngoại, thưa bà ngoại. Thưa cậu hai. Qua đây với cậu hai. Con đi chơi vui nghe. Dạ. Khi nào về cái cậu dẫn con đi mua đồ chơi. Dạ. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Thưa ba, thưa mẹ con đi. Hai đứa cứ đi chơi cho vui vẻ thoải mái, đừng có lo chuyện gì ở nhà. Dạ. Ba, con đi nha. Mẹ, mẹ nhớ giữ sức khỏe nha. Hai đứa đi vui vẻ. Chơi với mẹ nha. Khi nào em về, hai anh em mình còn nhiều chuyện để nói đó. Đừng có lo cho anh, đi chơi vui vẻ đi. Dạ. Em đi nha anh hai. Con đi nha mẹ. Alo,
Linh hả con? Dạ, con chào ba. Ba là tới Huế rồi. Về Hương Thủy mấy ngày nay, giờ ba chuẩn bị tu sửa từ đường cho bên nhà mẹ con á. Mấy đứa ở nhà khỏe hết hả? Dạ, tụi con ở nhà cũng khỏe hết. Hai vợ chồng Kim Ngân mới vừa sáng nay làm ra sân bay để đi Hồng Kông đó ba. Thằng Thiên có đi không con? Dạ, nó không chịu đi ba. Ủa sao vậy? Sao nó không đi chơi cho khuây khỏa? Cậu hai, ông cho gọi cậu vô phòng á. Ừ. Alo. Alo. Con nghe ba nói gì không Linh? Dạ, ba nói đi, con nghe nè ba. Điệp à, má nghe nói cậu Thiên đã ra tù, nhưng sao vẫn chưa thấy qua thắp nhang cho con. Má không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng với linh cảm má biết cậu ta là người tốt. Thành Thiên không thể nào là kẻ giết người được. Bà thấy con thay đổi rất nhiều. Dạ, những ngày tháng ở trong đó con cũng học được rất nhiều điều quan trọng. Bà biết là con đã chịu nhiều oan ức vì ba, nên bà đã có kế hoạch đền bù cho con xứng đáng. Dạ, bổn phận làm con trả hiếu cho cha mẹ là chuyện con nên làm mà. Con cũng đâu nỡ nhìn ba vào trong đó. Con còn trẻ, còn sức chịu đựng, nhưng đối với ba thì... Ba cũng không muốn đổ tội cho con, nhưng tình thế bắt buộc, ba không thể nào vào trong đó. Ba ở ngoài là để bảo vệ sự nghiệp của gia đình mình. Nếu lúc đó ba nhận tội thì không biết 3 năm sau em Triban có còn đứng vững như ngày hôm nay không. Mọi chuyện đã qua rồi, ba đừng nhắc lại nữa. Con không hối hận khi đã thay ba ngồi tù đâu. Con cứ nghỉ ngơi một thời gian. Ba đã bố trí cho con một chức giám đốc ở một công ty con ba vừa thành lập. Dạ, con cảm ơn ba. Con biết là ba sẽ không bao giờ bỏ con đâu. Nhưng mà ba cho con nghỉ ngơi một thời gian rồi con sẽ bắt tay vào công việc nha ba. Ừ. Con xin phép ba, con ra ngoài. Ba sẽ cho người mở lại tài khoản, chuyển tiền để con chi tiêu. Dạ, con cảm ơn ba. Ừ. Anh à, sao anh lại đưa em về nhà? Hay là mình ra khách sạn cũng được? Trước sau gì anh cũng chính thức cho em bước vào căn nhà này. Làm quen dần là vừa. Mọi chuyện cứ để cho anh sắp xếp. Dạ.
Cô chú, cô chú. Ba tôi về rồi hả? Sao hôm nay ông ấy về sớm quá vậy? Cậu hai á. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì nói đi, cứ ba uống hoài vậy. Dạ. Thôi, vô nhà đi, mưa rồi kìa. Ai đây? Dạ, hình như là bồ của ông chủ. Trong mắt bà chỉ có thằng con Quang đó. Bà có coi tôi ra gì đâu. Tôi muốn làm cái gì thì liên quan gì tới bà? Với em, anh muốn đối xử ra sao cũng được. Em cũng đã quen rồi. Nhưng anh đừng đem họ về đây, đừng để cho các con nó nhìn thấy. Với còn Ngân thì không, nhưng tôi cũng đâu cần giữ kẻ với thằng con trai của bà. Tôi muốn nó chứng kiến cảnh tôi hành hạ giày dò mẹ nó như thế nào, để nó biết nó không nên có mặt ở trên cõi đời này. Nó chính là tai họa của bà và là nỗi bất hạnh của tôi. Sao cô lại khóc? Sao cứ mỗi lần tôi nghĩ tới chuyện người đàn ông đó đã làm gì với tôi là tôi không cầm được nước mắt. Tôi hận ông ta và hận nhất là bản thân mình. Tôi không hiểu tại sao tôi lại yêu mù quáng một con người như vậy. Và cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn yêu ông ta. Cho dù đã bị ông ta làm tổn thương rất nhiều. Tôi yêu và tôi hận. Cảm giác yêu và hận luôn dày dò con người tôi. Tôi sẽ yêu người đàn ông đó cho tới khi nào tôi chết. Nhưng tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại điên rồ đến như vậy. Nhưng mà ông ta đã chà đạp lên tình yêu của tôi. Và tôi sẽ phải làm cho ông ta phải trả giá. Kết luận cuối cùng, tôi và cô đều có chung một kẻ thù. Và có thể nói hai chúng ta đang ngồi chung một thuyền. Phải. Cô có thể giúp tôi trong kế hoạch báo thù. Bây giờ tôi sẽ làm tất cả những gì cậu muốn. Cô là người thân cận nhất của Mỹ. Tôi cần cô thu thập chứng cứ cho những phi vụ làm ăn bất minh từ trước đến nay của ông ta. Sau đó chúng ta sẽ quyết định. Ông ta là một con cáo già, không hề dễ dàng để hạ ông ta một chút nào hết. Tại vì những hồ sơ bẩn mà ông ta đã nhúng tay vào, một là ông ta đã hủy nó, hai là ông ta tìm mọi cách lách tội. Nhưng mà tôi đã có cách. Bây giờ có một bí mật vô cùng quan trọng nằm trong tay tôi mà ông ta không thể nào ngờ tới. Anh đã về rồi. Em hãy yên nghỉ đi. Người đàn ông đã cướp đi sinh mạng của em, cướp đi hạnh phúc của chúng ta, sẽ phải trả giá. Cậu ngồi đi. Dạ. Cậu uống nước đi. Con xin lỗi bác, con về lâu rồi, nhưng tới hôm nay con mới đến thăm bác. Và thắp nhang cho em Điệp được. Cậu vẫn còn nhớ đến em nó là tôi mừng rồi. Sao dám trách cứ được cậu? Hơn nữa, giờ mình đã là người một nhà rồi. Tôi mừng vì nhìn thấy cậu có phần mạnh khỏe, rắn rỏi hơn xưa. Dạ, bây giờ con mới biết lao động là cách để rèn luyện thể lực và tinh thần tốt nhất cho con người. Tài sản quý giá nhất của con người chính là sức khỏe. Tuổi trẻ mà cứ phung phí sức lực mình, mai mốt sẽ ân hận. Tôi cũng có nói điều này với thằng Đại nhiều lần rồi, nhưng mà nó không có chịu nghe tôi. Ăn nhậu, làm việc quá sức, rồi cũng sẽ phải trả giá. Bác cũng nên thông cảm cho Đại. Bây giờ cậu ấy đảm đương nhiều công việc, đòi hỏi phải ngoại giao nhiều.
làm sao mà tránh khỏi chuyện nhậu nhẹt. Hai vợ chồng nó đi du lịch rồi không biết chừng nào nó mới về. Tôi nhớ thằng nhỏ quá. Dạ, con nghe nói hai ngày nữa hai vợ chồng em nó mới về. Hai đứa bây giờ chỉ còn một. Hạnh phúc của tôi bây giờ là trút hết cho thằng con trai. Chỉ cần gia đình nó sống vui vẻ bình an là tôi mừng rồi. Nếu như Mộng Điệp còn sống thì giờ này Bách đã có thêm cháu ngoại rồi. Phần số nó quá ngắn ngủi. Tội nghiệp con nhỏ. Ngay cả trong giấc ngủ anh cũng không có được sự thanh thản. Đến bao giờ anh mới bỏ hận thù được, tìm về bến bờ bình yên đây? Sao cậu Hai dậy sớm quá vậy? Quen giấc rồi, không thể nào ngủ thêm được. Cậu xuyên luyện giỏi như vậy, hèn gì cơ thể của cậu nhìn vạm vỡ hơn xưa. Tôi chỉ tập thể dục thôi, chứ có luyện giỏi gì đâu. Lụi đừng có nói với ai là tôi luyện giỏi nghe. Cậu luyện giỏi tiếp đi, em vô nhà nấu đồ ăn sáng nha. Con cho bà. Con xuống nấu cho bà ấm nước sôi. Bà pha trà gừng để giải rượu cho ông. Tối hôm qua ông về trễ mà uống say quá. Con lựa một củ gừng già cạo sạch vỏ giùm bà để bà xuống pha cho. À, con nấu cháo thịt bò bằm đi nha, ông mệt quá không ăn được gì đâu. Dạ. Sao con dậy sớm vậy? Tối qua không ngủ được hả? Dạ, con ngủ được. Tại vì con muốn dậy sớm để giữ thói quen như còn ở trọng. Tập thể dục sáng sớm rất là khỏe, ai cũng biết, nhưng ít có ai làm được lắm. Ừ. Sao con nhìn mẹ dữ vậy? Con có cố cũng không thể nào tìm ra câu giải thích cho những hành động của mẹ. Con nói vậy là có ý gì? Người đàn ông đó bao lâu nay chỉ chà đạp và coi thường mẹ, sao mẹ vẫn có thể cam chịu mà còn chăm sóc tận tình cho ông ấy được vậy? Thiên à, sao con lại nói như vậy? Ông ấy là ba của con đó, nếu để ba con nghe được thì không có hay đâu. Mẹ, con đã trưởng thành, con cần biết sự thật. Cha ruột của con là ai hả mẹ? Chào anh. Con lại bị tụi nó đánh nữa hả? Từ lúc anh ra trại, em sống rất khổ sở. Ngày nào cũng bị mọi người đem ra trêu chọc, mua vui hết. Cậu yên tâm đi, tôi đã gửi gắm cậu cho đại ca, ông ta sẽ chăm nom cậu. Em cảm ơn anh. Từ trước tới giờ, ngoài anh Mạnh ra, anh là người thứ hai quan tâm đến em thật lòng. Cậu hãy cứng rắn lên. Yếu đuối có hai kiểu, một là giòn, hai là mềm. Giòn thì dễ gãy, còn mềm thì dễ cong. Tôi đã từng bị như vậy nên rất hiểu cảm giác của cậu.
Em không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Em thật sự suy sụp và mệt mỏi. Hãy đối mặt với thực tại và tìm ra lối thoát. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Đừng đánh mất hy vọng vào chính bản thân của mình. Anh vẫn còn có tương lai nữa mà anh. Còn em thì không. Em không có gia đình, không có người chống lưng. Với một cái án tù như vậy, một người mẫu như em sẽ làm gì khi quay lại với thế giới ngoài kia? Tôi sẽ đón cậu. Cậu nói với tôi, cậu đã tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh. Hãy quay về với kiến thức đại học của mình. Nghề người mẫu chưa phải là tất cả. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Có một người mạnh mẽ như anh ở bên cạnh, em cảm thấy vững vàng hơn. Ngày xưa tôi cũng từng yếu đuối giống như cậu, nhưng cuộc đời này đã dạy cho tôi phải cứng cỏi hơn để đối mặt với kẻ thù. Em và anh có chung một kẻ thù. Nếu anh tin em sẵn sàng làm bất cứ việc gì để lấy lại công bằng cho anh Mạnh. Con nhớ đi đón vợ chồng Kim Ngân nha con. Dạ, con nhớ mà mẹ. Con đang trên đường ra sân bay đi. Tại mẹ sợ con bận quá nên là mẹ nhắc vậy thôi. Mẹ nhớ thằng Tiết quá chừng. Mẹ đừng có sốt ruột. Một lát nữa mẹ sẽ được gặp thằng nhóc ngay thôi mà. Vậy thôi, con tranh thủ ra đón em nha. Mẹ đợi mấy đứa ở nhà. Dạ, chào mẹ. Định người đàn ông trong đó không phải là ba ruột của con. Ông ấy nuôi con lớn khùng bằng sự hận, không phải bằng tình yêu của một người cha. Con đã cảm nhận được điều này từ lúc con còn là một đứa trẻ. Thật sự bắt đầu rồi mẹ ơi.
phải làm sao để cản họ lại đi. Mẹ chỉ cho con biết đi, con phải làm sao bây giờ? Tiết, cháu cưng của bà. Bà nhớ con quá à. Con đi chơi có vui không? Dạ vui, nhưng con nhớ mẹ lắm. Thưa mẹ, con mới về. Mẹ, con cũng nhớ mẹ quá à. Trời ơi, coi kìa, mẹ Ngân lớn rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo với ngoại. Không sợ cô Tiết nó cười hả? Hai mẹ con mình cùng nhõng nhẽo với bà ngoại con ha. Dạ. Mẹ không có sợ mắc cỡ với con đâu. Cậu Hai á, đừng có hòng mà ghẹo được mẹ. Qua đây. Dạ. Cô Tít nhớ cậu Hai không? Có mua quà cho cậu Hai không? Dạ có. Dạ. Hai đứa đi chơi vui là được rồi, mua chi nhiều quà quá vậy con? Vợ con đi á, gặp cái gì cũng mua hết. Quà cho ông nội, quà cho ba, mà nhiều nhất á là quà cho anh Hai đó. Đồ của anh còn nhiều lắm, ba năm nay không bận cũng còn mới, mua làm gì cho tốn tiền. Lỗi thời hết rồi anh Hai à. Bỏ đi, em muốn anh Hai của em á lúc nào cũng phải phong độ. Anh sẽ làm lại từ đầu, quên hết mọi chuyện xảy ra trong quá khứ nha. Anh mãi mãi yêu thương em, cho dù chúng ta chỉ là anh em cùng mẹ khác cha. Dạ con xin phép. Alo. Dạ tôi biết rồi. Dạ. Xin lỗi mẹ, con có việc phải ra ngoài gấp. Không ở nhà ăn cơm hả con? Mẹ dọn xong hết rồi. Có việc gì mà nhìn anh ta căng thẳng và vội vã như vậy? Ủa anh có chuyện gì mà gấp vậy? Sao không ở lại ăn cơm với em đã rồi hẳn đi. Sorry cả nhà nghe, con có việc phải đi gấp. Xong việc anh sẽ về liền. Dạ, bye bye anh Hai. Con xin phép mẹ, anh đi. Cẩn thận nha con. Cô gọi tôi ra gấp, có chuyện gì vậy? Trong USB này, tôi đã sao chép lại tất cả những phi vụ làm ăn phi pháp của ông ta. Hy vọng là nó sẽ giúp gì được cho cậu. Chắc chắn nó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. Nhưng để đối phó với con người này thì không phải là đơn giản. Phải sàng lọc thông tin và tìm bằng chứng xác thực mới hòng lật đổ được ông ta. Do tôi biết ông ta là một con cáo già từ lâu lắm rồi đó chứ, cho nên tôi cũng phải chuẩn bị một bài riêng cho mình bằng cách là sao chép lại tất cả những hồ sơ này. Thời gian gần đây tôi cũng đã khám phá ra nhiều điều về con người đó. Ông ta là một kẻ sống hai mặt, gia đình chỉ là một bức bình phong. Ông ta ăn chơi trác táng, dung tiền cho những ả chân dài không tiếc tay. Mua xe, sắm nhà và những chuyến du lịch cao cấp. Ngoài cái mác danh nhân ra thì ông ta cũng hành xử như bọn xã hội đen, xiết nhà, ép con nợ vào chỗ chết. Nếu nói không ngoa thì tôi là người đã giúp sức đắc lực cho ông ta kiếm được bao nhiêu tiền từ những vụ làm ăn phi pháp như vậy. Và bây giờ thì ông ta dùng số tiền đó để lao vào trò chơi lố bịch với bọn chân dài. Tôi hỏi thật, nếu phanh phui ra những vụ làm ăn phi pháp của ông ta thì cô cũng là người liên đới, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vậy tại sao cô còn giúp tôi? Tôi biết điều đó chứ, cho nên là tôi đã chuẩn bị đường rút bằng việc là bắt cậu phải hứa với tôi. Ngoài việc là cậu phải chuyển tiền qua tài khoản của tôi sau khi tôi bán tài liệu mật của em Tipang cho cậu, thì cậu phải chờ tới khi nào tôi hoàn tất hồ sơ đi Mỹ, lúc đó cậu mới được tiến hành. Tôi biết rồi. Thật sự tôi rất là cảm kích khi cô đã đứng về phía tôi
chắc chắn tôi sẽ giữ lời hứa. Nhưng cho tới khi nào thì cô mới cho tôi biết cha ruột của mình? Tôi đã mất liên lạc với ông ấy từ lâu rồi. Bây giờ tôi đang tìm cách nối lại. Khi nào có thông tin gì tôi sẽ báo cho cậu biết. Nói vậy, có lẽ ông ấy không còn ở Sài Gòn này, và càng lại không có ở Việt Nam. Ông ấy đang ở nước ngoài. Ông ấy có biết sự hiện diện của tôi trên cõi đời này không? Tại sao từ khi sinh ra tới bây giờ, ông ấy chưa một lần tìm gặp tôi? Cậu đừng trách ông ấy. Ông ta chưa bao giờ biết là ông ta có một đứa con rơi ở Việt Nam. Thú thật càng nhìn tôi càng thấy cậu giống ba cậu. Hèn chi ông Hải lại hận cậu tới như vậy. Lẽ ra tôi không nên có mặt trên cõi đời này. Mua gì mà nhiều quá vậy con? Dạ, toàn là đồ vợ con mua cho má đó. Hai má con mệt quá, chắc là ngày mai mới qua thăm nội được. Trời ơi, đi du lịch nước ngoài đã tốn kém lắm rồi, con mua nhiều đồ chi cho phí tiền. Má già rồi, đâu có xài gì đâu. Má, má đừng có lo cái gì chuyện tiền bạc nữa. Bây giờ má cứ lo sống cho thoải mái đi. Con không thể ở bên cạnh chăm sóc cho má mỗi ngày được, nhưng con không muốn để cho má khổ nữa đâu. Má bằng lòng với cuộc sống hiện tại, không cầu mong gì hơn. Hạnh phúc duy nhất của má bây giờ là được nhìn thấy con sống vui vẻ, bình yên với vợ con, là má vui lắm rồi. Má, liệu con có thể sống hạnh phúc khi mà cái chết oan ức của em gái con vẫn còn ám ảnh con mỗi ngày hay không? Má nghĩ ở dưới suối vàng, ba và con Điệp cũng mong được nhìn thấy con hạnh phúc. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua nha con. Không thể cho qua chuyện này. Anh đã cắn răng chịu đựng sự khinh bỉ của thiên hạ chỉ để trả thù cho em. Có lẽ thời cơ đã đến. Hình như Thành Thiên đã phát hiện ra điều gì đó. Anh đã bắt gặp ánh mắt uất hận của anh ta. Có lẽ ông trời đã giúp anh. Thành Thiên đã quay về, và tôi đã sắp sẵn một chỗ theo kế hoạch. Tôi đã giải thể MTS và thành lập một công ty con mới là MTI. Thực chất chỉ là bình mới rượu cũ. Hoạt động của MTI không khác gì MTS mà trước đây Thành Thiên đã từng điều hành. Tôi đã bổ nhiệm Thành Thiên với chức vụ giám đốc. Cứ như vậy, mọi hoạt động gần như không thay đổi. Vậy thì tốt quá cho anh hai rồi. Con phải công nhận tình thương của ba dành cho anh hai thật là sâu sắc. Ba, con cảm ơn ba vì những gì ba đã làm cho con. Con là con của ba. Ba không ưu ái cho con thì ưu ái cho ai? Hai người cũng khéo đóng kịch ghê. Mọi hoạt động của các công ty con của MT Bank đều nằm dưới sự chỉ đạo của tôi, nên mục đích gần như giống nhau. Vì vậy mọi người phải cần liên kết hỗ trợ lẫn nhau. Dạ, anh hai mới về, phần ngoại giao cũng chưa ổn. Hồ sơ bên con thì lại đang tồn động. Hay là để con chuyển giao qua cho anh hai giải quyết giùm con được không ba? Được. Cứ giới thiệu khách hàng qua bên này và báo cho họ biết là mọi thủ tục và những khoản chi khác
đều giống như Kim Ngân. Dạ. Cô Duyên giờ là giám đốc đối ngoại của MT Bank. Tất cả hồ sơ vay đều gần như nằm trong tay cô. Cô xem xét và chuyển giao hồ sơ không đủ chuẩn vay của ngân hàng qua cho Thành Thiên giải quyết luôn. Tôi biết rồi. Những người ngồi ở đây không những là người nhà mà còn là những công sự đắc lực nhất của tôi. Tôi mong mọi người làm việc hết mình vì sự nghiệp chung mà phát triển. Giờ chúng ta bàn vào công việc cụ thể. Mẹ, mẹ có chuyện gì lo lắng quá vậy? Con nghĩ anh hai đã quay lại với công việc rồi. Như vậy là ổn rồi, sao mẹ vẫn buồn? Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ. Tại mẹ nghĩ nó phức tạp thôi, chứ con thấy mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường mà. Ba thì vẫn dành cho anh hai một công việc tốt, còn chồng con thì hỗ trợ anh hai hết lòng. Cả nhà mình sẽ sống vui vẻ như trước đây. Mẹ đừng lo gì nữa nha mẹ. Ông ta nói là chúng ta là những cộng sự đắc lực. Thật ra thì chúng ta chỉ là những con chốt thí trong tay ông ta thôi. Chúng ta không nên nói chuyện riêng ở đây. Có gì sẽ liên lạc và gặp nhau ở bên ngoài. Ông ấy có rất nhiều tai mắt ở đây. Tối nay cậu qua nhà tôi. Nếu mà chú cảm thấy không có làm được nữa thì tôi sẽ tìm người khác thay thế. Thu hồi nợ đã 3 tháng nay mà không thấy hiệu quả. Tôi nuôi Quân là để làm việc, chứ không phải cưỡi ngựa xem qua. Như anh cũng biết, dạo này bọn cướp ra tay mạnh với các băng nhóm giang hồ bảo kê, nên tụi em cũng không dám manh động như trước đây. Khách hàng cũng thuộc loại xảo quyệt, tụi nó trốn trui trốn nhủi, không ra mặt thì làm sao giải quyết được. Tôi không cần biết chú làm cách nào. Bắt cóc người thân, đe dọa đốt nhà, thậm chí xin tay xin chân để thị uy. Chú làm đi, miễn làm sao á thu hồi được nợ cho tôi về đây. Nợ xấu càng cao thì làm sao tôi ăn nói với các cổ đông. Không được, phải thiết lập ngay một mối quan hệ mới. Đủ lực làm những việc này. Thằng Kiên không còn đất dụng nữa rồi. Tôi muốn cậu thiết lập một cuộc gặp mặt giữa tôi và ông Trùm Khánh Rô. Được. Địa điểm và thời gian do cậu chọn. Có gì báo lại cho tôi sao? Nếu như chúng ta muốn cung cấp bằng chứng cho công an để họ vào cuộc điều tra về những hành vi vi phạm quy định cho vay trong hoạt động tín dụng theo điều 179 của Bộ luật Hình sự, chúng ta sẽ cần phải thu thập đầy đủ các hồ sơ có chứng từ, có chữ ký của ông ta trước đây. Ngoài tội vi phạm quy định luật cho vay hệ thống tín dụng, nếu chúng ta có bằng chứng ông ta đã cấu kết với giang hồ thu hồi nợ theo kiểu xã hội đen, đẩy nhiều khách hàng trở thành nạn nhân, dẫn đến những cái chết oan ức, ông ta khó mà tránh khỏi án sát nhân. Tôi đã lưu lại tất cả các file hồ sơ gốc, trong đó có chữ ký của ông ta cũng như là dấu đỏ của ngân hàng. Bây giờ chúng ta chỉ cần scan ra và đưa ra làm bằng chứng. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ là một liên minh. Tôi hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho cả đôi bên. Anh yên tâm, chưa bao giờ Khánh Rô này thất hứa với ai. Đã nhận thì làm đến nơi đến chốn. Ngày mai tầm chiều tối, tôi sẽ cho vệ sĩ tới rước anh về nhà của tôi bàn bạc cụ thể. Trước mắt tôi sẽ chia địa bàn ra cho anh để giải quyết từng hồ sơ một. Ok anh,
Cho anh tôi vô. Tổng giám đốc cứ yên tâm, ông trùm Khánh Rô này mà ra mặt thì chuyện gì cũng xong. Ông ta thuộc hàng đẳng cấp, không như tụi ca bộ giường bên thằng Kiên đâu. Nghe nói ông ta có cả chục cái nhà hàng quán bar ở trong thành phố, phải mạnh lắm thì mới bành trướng như vậy được. Nhưng tôi biết chơi với giang hồ giống như con dao hai lưỡi, không biết lúc nào nó cắt vào tay mình. Tổng giám đốc cứ chơi đẹp, ăn chia sòng phẳng. Họ cũng là người biết giữ chữ tín. Ngày mai cậu tôi rước ông ta về nhà tôi. Dạ. Cậu chở tôi ghé qua nhà bà Duy một chút. Lâu lắm rồi tôi không có ghé thăm bà ấy. Có vẻ bà ấy không vui. Dạ. À, trưa nay có khách tặng tôi một ký yến xào. Cậu để đâu rồi? Dạ, vẫn còn nguyên trong cốp xe. Em tính về nhà rồi mới gửi cho chị Linh. Chút nữa đưa cho tôi, để tôi cho bà Duy. Đàn bà mà, chỉ cần lơ là một chút là họ trở mặt ngay. Dạ. Khoan đã. Khi đã có đầy đủ tất cả các bằng chứng rồi thì cậu sẽ dự định ra mặt tố cáo ông ta hay chỉ là nạc danh? Tôi sẽ dùng thư nạc danh và cung cấp hồ sơ cho bên công an. Bản thân tôi đứng ra ngoài để còn thời gian đối đầu với ông ta. Tôi muốn thấy ông ta khúc ngã không lối thoát. Thủ tục đi Mỹ của tôi cho đến giờ thì cũng đã hoàn thành được 60%. Từ giờ cho tới lúc tôi ra đi thì cũng không còn lâu nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu điều tra về ông ta. Ông ta đã phản bội lòng tin của tôi quá nhiều. Bao nhiêu năm qua tôi đã hy sinh một cách vô vọng, vô ích cho một tình yêu vô nghĩa. Thank you.
Gia Minh. Xin lỗi, em có phải là Gia Minh không? Anh trai của em là Gia Vĩ phải không? Chị là ai mà biết rõ về em như vậy? Em không nhận ra chị hả? Chị là Duyên, bạn thân của anh Gia Vĩ nè. Trời, chị Duyên hả? Em cứ ngờ ngờ. Em nhìn chị quen lắm. Em giới thiệu chị, đây là anh Thiện, chồng của em. Còn đây là chị Duyên, bạn học cũ của anh Gia Vĩ đó. Rất vui được gặp em. Chào chị, mời chị ngồi. Em không biết là chị đã tốn biết bao nhiêu công sức để đi tìm anh trai của em đâu. Mà đột nhiên ông Gia Vĩ lạc mất tâm, không ai biết tin tức gì của ông hết. Cả nhà em qua bển định cư. Nói chung gia đình nội ngoại đều ở bển hết. Cho nên tụi em ít về để sống lắm chị. Bây giờ Gia Vĩ sao rồi? Có gia đình chưa? Mà ít ra thì cũng phải về Việt Nam thăm bạn bè một chút chứ. Nói tới ông anh trai của em là em rầu lắm chị. Từ lúc rời Việt Nam đến giờ, ông sống kỳ quặc lắm. Cắm đầu cắm cổ vô làm bán mạng. Nói chung là bây giờ ông giàu lắm. Nhưng mà nhất định anh không chịu lấy vợ. Gia Vĩ không chịu lấy vợ? Không lẽ là Duyên? Ủa, chị nói gì vậy? Không có gì hết. Xin lỗi. Alo. Dạ, Duyên anh chị. Khoảng nửa tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu. Tổng giám đốc nói thông báo để cô biết. Rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ về liền. Bây giờ chị có một cuộc họp rất là quan trọng, cần phải đi liền. Dạ. Đây là card visit của chị. Nhớ là phải gọi cho chị nha. Chị em mình còn rất là nhiều chuyện cần phải tâm sự với nhau. Dạ, nhất định em sẽ liên lạc với chị mà. Ừ. À, chị ơi, đây là card của em. Trong đó có số điện thoại và địa chỉ email của em. Chị nhớ giữ liên lạc với em nha. Chắc chắn rồi. Có rất là nhiều chuyện mình phải tâm sự, phải nói hết với nhau.